xin chào mọi người. Hôm nay nhà Satoshi Mama lại tiếp tục đi dạo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh của Satoshi nha. Mọi người xem nhà Satoshi sẽ đi đâu trong hôm nay nha. Em tự kéo xuống luôn hả? Yeah. Mình đang mua quýt nè. Giá bịch này 429 yên, khoảng 10 quả nha mọi người. Đó, rất là nhiều loại. Đó, có size S, size M tùy size nha. Papa cầm bịch chút nó lên thử cái bịch đó mà bao nhiêu, 429 yên đó. Mọi người nhìn này, bịch to tướng. Thấy bịch này to nha. Nặng chịch quá. Chắc khoảng gần 2 kg. Cũng nhiều quá. Giờ mình chắc mua một bịch về nha. Bịch này nhỏ chút xíu. Papa cầm thử một quả thử xem nó nặng không. Không mấy quả luôn à? Đã ha. Nhà mình mua một bịch về nha. Quýt bây giờ rất là ngon luôn nha mọi người. Bánh mì ổ này dài chưa? 128 yên. Nhà Satoshi hay ăn lắm. Đây người ta đang quảng cáo này, thịt cục cư xăng là trong nước đó. Đây là thịt heo trong nước đó, nhìn rất là ngon. Mà loại vai cho nên là nhìn gân gân ăn sực sực. Có con cua cũng hơi to to. 1 sen 274 mà giảm 20%. Nhỏ xíu này. Đang giảm giá nha mọi người, được giảm hàng ra cười được mất giá là còn 500 yên, 100 ngàn Việt Nam mình. Người ta thường hay làm spaghetti rồi trộn với này tạo thành spaghetti salad này. Ăn cũng rất là béo và ngon nha. Bên cạnh thì có khoai tây salad này, ngon lắm mọi người. Người ta không phát bao đâu nha, mình đi mình đem theo hoặc là mình sẽ mua 10 yên cho một bao nè. Dầu hôm nay chỉ có 279 yên mà mỗi người chỉ mua được 3 chai thôi nha mọi người. Tôi xin ngủ mất tiêu rồi, papa phải ẩm. Coca-Cola rất là nhiều luôn nè, 117 yên, 186 yên. Sô-cô-la đây rất là rẻ luôn đó, 214 yên đủ loại luôn nha. Nhiều loại bánh này cho trẻ em nè. À, em làm nghiêm chỉnh lắm á à. Em với papa, mama, cả nhà Satoshi đi chợ. Cô chú anh chị xem nha. Nước rau củ 193 yên đó. Ai mà không thích ăn á, rau củ thì mình có thể mua nước cũng được. Bên này là nước cà chua này, 106 yên. Người ta bán nguyên một thùng là 1 sen 603 yên. Chai Pepsi 150 yên này, 158 yên này. Quá, cái chai nước này rẻ chứ, 139 yên à. Các siêu thị khác là 200 mấy yên á. Đó, quá trời loại luôn ha, papa hả? Sao tôi xin ngủ kho kho rồi. Wasabi có 85 yên ha. Đây, một loạt loại luôn này. Gochujang là dạng giống như là ớt cay cay á mọi người á. Giống từ ớt mình á, 204 yên. Đó, quá trời loại. Người ta chất hàng rất là khỏe luôn nha mọi người. Chỉ có việc lấy cái thùng ra thôi hả? À. Cái bùi bô này bao nhiêu bà ta? Bùi bô này 85 yên. 85 yên, cái này mama hay uống này. Không, trên này nó lại không có cái ở trong. À, có cái hạt á hả? À, bên kia có hạt nha, bình thường là 140 yên. Thì đó hả bà hả? Bên uống cũng ngon lắm. Bài nó được. À, có nhiều loại lắm nha mọi người. Mọi người ai mà ở gần cái siêu thị này mọi người nhớ ghé nha. Bao rẻ luôn á. Gì đây nè, mà có 42 yên ha. Mama chưa bao giờ uống, cũng biết cái nước này nước gì nha. Mọi người biết chỉ dùng nhà Satoshi với nha. Uống nước tăng lực để bồi bổ sức khỏe. Có 47 yên thôi, rẻ ha. Lấy tay lấy cà chua hả? Cà chua ở đây 3 quả 198 yên. Rau ở đây này, một bịch 3 quả 170 yên. Đó, bên cạnh có tomato này 278 yên. Một hộp thế này nha. La la hả ơi. Mixer cũng rẻ này papa này. Có 100 yên à. Toki này 84 yên. À, nấm bên này nhìn nó giống như là cái nấm á, nấm quả nhãn đó. Đó. 95 yên. Rau cũng rất là rẻ này, 78, 84 yên là tính thế đó. Nấm này ăn rất là tốt nha mọi người. Đó, người Nhật thường hay mua về ăn á, hoặc là trong cái lẩu cũng hay bỏ nha. Nhà mình cũng thường xuyên mua, bịch này cũng nhiều này. Táo ở đây cũng nhiều mà rẻ này mọi người, một quả 108 yên đó. Ai thích mua một bịch thì 6 quả 580 yên, chưa thế. Đó, người ta bỏ bịch cũng nhiều lắm, nhiều loại táo nữa. Bỏ luôn nha, 7 quả. Mà nó 6 quả này chứ. Ngọt, ăn cứng nữa nha.
Ôi cái bịch kẹo hai chua này sao tôi chỉ hay ăn nè, 171 yên. Kẹo này là dùng cho những người mà đang bị đau họng ha, mọi người có thể mua nè, 102 yên. Đó, có nhiều loại kẹo cho đau cổ họng lắm nè. Đó, hoặc là loại này mọi người có thể mua nha. Khăn ướt ở đây 53 yên nè. Cái gói này là gói dùng cho mùa đông á, lúc mà trời lạnh á, mình cầm trên tay hoặc mình dán là ấm lắm á. Sẽ xem quầy bia ha. Đây là giá bia của ngày hôm nay thôi, 269 yên. Lon này thì 196 yên. Nó có rất là nhiều loại đó. Bên này thì 799 yên cho 6 lon nha mọi người. Đó, giá rất là đa dạng luôn á. À, bia đường này nữa hả? Sao tôi chưa biết bia đường này nữa hả? Bia đường này 152 yên. Đấy. Bia đường sao hả? Mè 104 yên. Mè vàng này thì 115 yên. Bào này là 186 yên. Đó, nhiều loại lắm. Có này combo này 96 yên. Biển Hàn Quốc một bịch như thế này là 85 yên. Nhật rất thích ăn yakisoba, ở đây mình mua về này 74 yên là mình sẽ có được một ly yakisoba dạng mì xào đó. Còn đây là udon nước này 74 yên. Đó, cái này là cà rê udon này 117 yên, người Nhật thích ăn cà rê lắm. Còn đây là ramen này, kimchi là bỏ kim chi á, 117. Khu vực quầy này đó là đồ ăn liền, ramen, udon. Có đậu nành 160 yên, bột cũng đủ loại. Các loại bột này 85 yên. Có thể mua cái mấy cái gói này về nè, mình bỏ vào súp thôi, mình nấu rất là dễ. Có gói cà rê nè. Còn này là Ajinomoto đó, bột ngọt, bột. Thì người ta thường hay dùng mấy cái dashi này, người ta bỏ vào để làm súp đó. Đó, 351 yên cho hộp này. Đặc trưng của cái siêu thị này nhìn rất là dễ nhận ra ha mọi người. Bỏ hộp không ha. Size là 170 cho một nửa quả. Ngô như Việt Nam mình là 138 cho một bó nhỏ nhỏ này nha. Ở đây này, một củ như thế này là 149 nhỏ ha. Rồi bịch bên cạnh là khoai môn đó, 257 nha. Có xí dậy rồi hả? Đây có lươi Pháp nè, 734 yên. Ừ, quả hồng này to ghê luôn á, 580 yên. Loại hồng này hơi dầu dài dài ha. À, rồi có gì, quả thơm này cũng to, 537 yên. Bơ ở đây là 170 yên. Siêu thị này cũng vắng khách ha, đi cũng thoải mái, dễ lựa chọn, đồ cũng rẻ. Natto ở đây 52 yên. Và Satoshi thì không biết ăn nên thường không có mua, nhà mình không bao giờ ăn hết đó. Còn mấy loại chikuwa này ăn cũng giống như chả của Việt Nam mình đó, mấy cái chả chiên á, rẻ lắm, 85 yên, đa dạng lắm, nhiều loại đó. Ở đây cũng khá là nhiều loại luôn á, tùy loại nha, đủ kiểu luôn. Chiên 85 yên, 4 miếng ha, tiện chưa, mình mua về ăn thôi ha. Loại chiên mỏng mỏng này 31 yên này, ai chưa. Này thì gia đình mình hay ăn này, béo này, mình mua về mình ăn liền luôn á, ngon lắm. Nếu có cái miếng cướp sốt thì là ngon cực kỳ. À, giá ở đây 52 yên, đâu mà 20 yên. Đấy thôi, soba nhiều loại đa dạng lắm. Trứng ở đây bán 225 yên thì 247 yên, cũng đa dạng đó. Người Nhật thường hay ăn bánh buổi sáng, người ta không có thói quen ăn buổi sáng như Việt Nam mình đó. Thường hay mua về như vậy ăn liền là để đi làm. Cũng lạnh cũng đa dạng lắm, nhà Satoshi Mama cũng hay ăn lắm, mình lười nấu ăn á. Sữa cũng rất là nhiều loại đó, đa dạng.
21 đi. Thì mỗi loại, à đây là sữa chua nha, sữa chua này không béo, 106 yên. Sao ta chạy đi đâu á? Papa và em ở đằng kia kìa. Em được papa ổng lên à. Qua qua qua. Hai anh em kìa. Sao ta chỉ có bạn chơi à. Trời ơi, bao giá ở đây có 20 yên à. Wow, to chưa? Giá to thường nhà mình thích ăn thôi. Trên này là 42 yên à, hai loại khác nhau nè. Cũng là dạ đồ xanh à, loại to, loại nhỏ. Cắt sẵn này papa, 74 yên. Satoshi có ăn chơi á, Satoshi à. Tôi anh đuổi theo Satoshi à. Siêu thị này rộng rãi mà vắng á. Chạy hai anh em đã luôn á. Satoshi là về ăn bánh mì đó. À, papa mua về một ổ nè. Bịch này ngon chưa, nhìn về mình bỏ lò chiên không dầu á, là nhanh lắm. Đó, mấy cái đồ này cũng nhanh lắm nè. Nhà Satoshi ở gần siêu thị á, thế là cứ rảnh á, nhà Satoshi vừa tập thể dục luôn. Cái đồ đăng đắt này mọi người thường hay mua đồ đồ đông lạnh về lắm nha. Cái broccoli nè. Cái là lựa cái gì nó vậy? Đấy. Bánh cũng nhiều loại đó. 69 59 yên. Papa mua cá hộp về ăn với bánh mì nè. Ăn theo kiểu Việt Nam mình luôn. Một đống cá hộp luôn. Ở đây người ta làm mua mini sẵn rồi, 52 yên. Có loại 39 yên, 42 yên cái papa này. Cũng đa dạng chứ nhiều loại. Đây chip chip cũng nhiều ha. Hết trời. 199 yên. Mật siêu to. Bye bye. Ra này 63 yên. Có mấy này Satoshi hay ăn nè. Đó, Satoshi lấy một cái 53 yên à. Nhà Satoshi đi dạo dạo rồi mua chừng này thôi. Đi về nè con. Tự tôi tính tiền nha. Bóng Satoshi bỏ tiền ngang này con à. Wow. Satoshi Mama về đây. Cảm ơn mọi người đã yêu quý và theo dõi kênh của Satoshi Mama. Hẹn gặp lại. Satoshi Mama lại đi dạo nha. Giờ không biết chỗ này là đường nào luôn á. Đường hôm nay tối quá. Giờ nhà mình đi về. Mình cũng không biết cái đường này là đường nào luôn á papa. À thế à. Đây cũng rộng đến chân trời. Em hả? Ôi, sao Satoshi à? Ờ, sao đi cầm tiền à? Cây chanh đẹp quá. Là đi về đường mới nha. Không biết nhà Satoshi Mama có lạc không? Tối vậy ta? Nhà Satoshi Mama đi dạo, phát hiện ra một cái siêu thị mà nằm trong cái hẻm á. À, papa ơi, cái siêu thị đó nhỏ nằm trong cái hẻm ấy. Ờ, à, rồi. Nhà Satoshi cứ hay đi dạo vậy mọi người. Nhà Satoshi Mama có sở thích đi bộ, thế là cứ hay đi dạo dạo. Chỗ nào có siêu thị là nhà Satoshi là ăn vào nữa. Quá tối quá không thấy gì luôn á. Ui vậy Satoshi à, không thấy gì hết á. Ghê quá. À, sao không thấy papa à? Ghê quá hả Satoshi ha. Đây, nhà này lý tưởng chưa? Có cái cây lá đỏ này. Đẹp ha. Em cũng thò rồi. Đường bên Nhật hầu như là đèn không thấy luôn á. Mờ lắm á. Buồn hiu quạnh. Đó. Wow, xe ở đằng xa luôn. Ở sao tôi xin mặc áo màu tím rất là nổi đó cô chú à. Em không khóc thì đi đâu? Em khóc thì sao? Em sao? Em không khóc thì sao nó to lên? Em không khóc thì sao? Có xin muốn sao? Em không khóc thì đi ra ngoài đường. Giờ sao tôi xin muốn gì? À, muốn ra ngoài đường rồi. Sao tôi xin ghê quá ha. Em không khóc đi ra ngoài đường rồi. Cô chú ơi. Còn nếu mà em khóc thì sao? Khóc thì không đi ra ngoài đường. Trời, Satoshi giỏi quá.